lớn hơn con muốn làm nghề bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người và chăm sóc cho ba mẹ con. Mẹ ảnh dư quá, tại vì không biết không giúp ăn. Con lớn lên con rất muốn giống mẹ con. Con lên đền con chân. Con là mẹ chân. Công ty chân sinh ở chân sinh. Con thích chùm sữa tắm chân sinh. Con muốn giúp địa chị em. Con làm ở công ty cho sinh và cho sinh. Chưa. Con đã tới rồi ạ. Con thích tới công ty chân sinh về các cô chú rất thân thiện và công ty rất lớn. Chắc là sếp của mẹ con, chắc là sếp mẹ con, vợ con. Thì con mới tin nhất là cái phòng họp. Con nghĩ cuối tuần muốn mẹ con đạp xe đạp dẫn chở con đi vòng vòng. Lâu nhà phụ mẹ. Con xin chào các bạn mơ bé. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. And happy new year. Good turning to you. Where are you? Xin chào mọi người. And happy new year. Để đi làm từ tháng trước lại trở thơm muôn chị. Đã. Em đề má mẹ cơm ơi mẹ ơi yêu mẹ á. Con yêu mẹ, con sẽ tặng cho mẹ những hoa này. Mẹ ở nhà con thương mẹ nhất. Con yêu mẹ nhất trên đời. I love you my mom. Con rất cảm ơn và tự hào. Tự hào về bố mẹ con.